Xin kính chào tất cả lãnh đạo, đại biểu, tất cả quan khách có mặt trong buổi lễ khánh thành cầu và đền Long Thành ngày hôm nay 24 tháng 3 2024. Xin chúc mừng chương trình kỷ niệm buổi sáng nay và xin chúc tất cả quý vị lãnh đạo, đại biểu, toàn thể quan khách một năm vạn sự an lành, làm ăn thành đạt, phát tài. Chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia quyến luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Thầy Tuấn sẽ mở đầu chương trình văn nghệ với bài ca mà Thanh Tuấn đã viết thành bài vọng cổ. Đó là bài ca được mang tên Thương Quá Mẹ Ơi, tặng tất cả quý vị. Hai cây đàn, tung nón, người đầu nón đó, đàn guitar, Thanh Hưng, anh mặc áo bông đó, đừng sớm. Và dàn máy điều khiển âm thanh của Minh Hải và Minh Điền. Con đi cách biệt phương trời, tháng năm xa mẹ, một đời nhớ thương. Mẹ là ánh sáng dần thank you.
lòng người nước Ô Bác yêu mến nồng nàn miền cát trắng quê em, để những đêm về cái sông dỗ em như dáng em đi qua mờ nhạt ánh đèn, giọng nói dịu hiền nhẹ nhẹ bên tay qua lẫn thanh âm của trùng khơi sông. May mắn làm ăn thành đạt phát tài, luôn luôn gia đình vui tươi hạnh phúc.